Chào mọi người, hôm nay để lên tiếp cho mọi người vài món phụ kiện Nhật nhé. Có cái gọng nè, vài bịch lử, khóa chữ T, khóa mani, mấy con mồi câu mực, cái này là mồi mềm, cái thẻo câu mực gì nè, lử và cước. Rồi để sắp vô cụ thể từng món mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗ clip sắp lên á, thì đây mọi người sẽ sắp nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Tiên sẽ là hai cái gọng nhé. Giờ mấy cái này cũng dạng hàng bãi quen đó. Đây đó. Rộng bằng lớn nha mọi người, lưới biển. Và cái khung này thì họ bằng cáp đó. Có thể thu gọn lại rất là gọn luôn. Đây, xem. Đây. Đó. Thế này đó. Cứ găng tay thôi đó. Cứ để cho cái vỏ câu rất là nhỏ gọn nha. Thì cái này nó dài ra tầm khoảng 6 cm nha mọi người, 6 cm đó. Thì anh mọi người gọng cá, gọng tôm đó, rất ok. Đây mấy cọng này nó làm bằng cáp hết, thì anh em có thể uống nó dẻo là được đó. Như gọng ở đây thì uống dẻo là được đó. Và cái này là lưới nha mọi người, lưới cứng nha, dạng lưới biển nè. Rồi giá công khai mỗi cái này là 150k nha mọi người. À, giống như clip trước ha, 150k. Thì chiến này về được 3 cái thì lên giống như lên 2 cái tượng trưng thôi. Vậy được 2 3 cái gì đó. Đây. Thì mọi người về kiểm tra kỹ cái phần khúc dưới đây giùm mình nha. Tại vì gọng này thì mình về mình chưa kiểm tra kỹ phần này, do một số cái gọng nó cọt không kỹ đây. Đây. Đó. Mọi người về cột lại chắc với mình nha. Đó. Cái này cũng vậy thôi. Đó, hai cái như nhau. Thu gọn lại rất ok luôn. Đó. Vì cái này là cái cọng cáp. Đó. Nên bẻ lại cuộn tròn lại rất là gọn. Chúng ta gắn tay thôi. Để cho cái vỏ nó cũng vừa hết. Đó. Nhỏ gọn ha. Rồi giá 150k cộng ship nhé. Bên đây. Bên đây là hoài cái ma níu và chữ T. Thì mình bán như vậy. 120k một bịch đó. Thì cái này là cái man lý nhớ người man lý của Nhật. Đây, CPN nó để tải được là 8kg nha mọi người, 8kg chính đó. Man lý số 7, cái này tổng cộng là 7 cái nha, 7 cái. Rồi 20k một bịch. Cái này quản trị, cái này man lý luôn, nhưng mà cái này có 3 cái thôi nha mọi người. Cái này chắc chuyên về cho săn hàng rồi đó. Có 3 cái thôi. Rồi giá vẫn là 20k nha mọi người, 20k. Đây vẫn vậy, cái này 3 cái thôi. Đó, giá 20k. Đây là cái số 8. Đây người. Một bịch nha, hai bịch. Số 8 là số 2. Sẽ số 1 đây, số 1 nó có 4 cục nè. Đó. Thì cái này số 1 thì nó để bên đây. Lực tải của nó là 65kg. Đó. Rồi vẫn vậy, vẫn là 20k một bịch, hai bịch. Cái này bịch số 2, bịch số 2 thì nó sẽ có 2 4 5 5 cục. Số 2 thì nó tải được 53kg nhé. Rồi 20k luôn. Một bịch, hai bịch. Cái này là số 3. Số 3 thì nó sẽ có mấy cái đây ta, 2, 4, 6, 8, 8 cục nha mọi người, à, số 8. Số 3 thì nó sẽ tải được là 42kg, rồi 20k một bịch luôn, một bịch nè. Cái này số 4 nha, vẫn là 20k. Và cái này là số 1 trên 0 gì đó, được 4 cục. 1 trên 0 thì được 75kg nha, cái này tải nặng nhất và nó cũng bự nhất. Đó. Chữ 8, hay được 2 bịch nha. Rồi 20k một bịch luôn. Thì anh em cần báo mình đó, cứ chụp hình màn hình lại thì mình sẽ chốt mọi người nha. 20k một bịch. Bên đây là chữ T đó. Thì chữ T này thì nó sẽ có một C, có hai C này. C này thì có 3 bịch nha, C 2x3 nè đó. Thấy không này, chữ T đây, chữ T đó. Thì 2x3 này thì chữ T này nó để là tải được 54kg nha mọi người. Đó.
thì bịch này nó sẽ có 1 2 4 5 nghĩa là 5 bịch, 5 cục nha mọi người. Đó, 5 cục. Đây, đó. Thì giá bán vậy 20k một bịch. 1 2 3. Cái xe 2 x 3 này có 3 bịch nhé. Và xe 4 x 5 này thì nó có 1 bịch thôi. Đó, 4 x 5 thì nó tải được là 32kg nha, chữ T. Rồi. Vẫn vậy, 20k một bịch luôn, đó. Này nó bán là 300 yên, 300 yên nó ra tầm khoảng gần khoảng 80.000 đó. Bên đây là phá câu lua. Đây, cái này là phá câu lua. Đây, phá câu lua của Nhật đây. Đó. Đây. Đó. Đây, CC4 nè, phá câu lua. Rồi, giá vẫn vậy, 20k một bịch nhé. Gọng này thì để vào nó mồi nó rất là dễ lắc luôn nè. Đó. Một bịch, hai bịch, cái hai bịch như nhau. Đó. Cái này cái phá gì mình cũng không biết luôn. Đó. Rồi, giá cũng là 20k nhé. Một túi này nó sẽ có 1 2 3 6 5 10 cái. Đó. Rồi, giá vẫn là 20k một bịch nhé. Tiếp theo qua đây là dài bịch lử không ngạnh. Đó. Lử không ngạnh cho anh em con gô, con giết, con chép, con gô phi. Lử này cực kỳ bén nha mọi người. Đó, lử của Nhật. Thì đây một loại lử của Yamakasu nè. Đó. Họ bán là 1.000 yên, ra tầm khoảng 200.000. Thì một bịch này nó sẽ có 36 lử nha mọi người. Một bịch này sẽ có 36 lử. Rồi, đặc biệt cái này là cái lử nó rất là bén. Và cái đuôi lử của nó rất là tấm, khó tấm dây nha mọi người, rất là khó tấm. Đó, mình bán thì mình loại nó kỹ cho mọi người luôn. Thì mình cũng lấy ra đi câu thử rồi. Đó, rất là bén và lử rất là khó tấm. Cái đuôi nó cũng có làm mấy cái rãnh đó cho mọi người dễ tấm nhưng mà khó lắm. Cái này về cho anh em nào câu gô, câu giết, câu chép, câu phi. Đó. Đây. Đuôi nó cũng có làm mấy cái rãnh nè, thấy không? Đó. Người siết vô ngay đây thì ok, nó siết ngoài thì dục nha. Lượng nó cực kỳ bén luôn. Đó. Chuyên về cho anh em câu mấy cá mà nhé. Câu phi, câu chép, câu giết, câu cá mương. Đó. Rất là phê nhá. Một bịch này nó có 36 lử, lử Yamakasu. Rồi. Giá mình bán cái bịch này sẽ là 25k nha mọi người. 25k một bịch. Thì cái này nó sẽ có, để xem có mấy xe đây. Xe 7.5 đây, 7.5 này. Đó. Lượng nó sẽ rộng thế này. Một bịch hai bịch. Xe sẽ xuất 8. Xuất 8 lượng sẽ dài một tí nè. Đó. Xe 7.5 này thì lưỡi nó sẽ tròn. 7.5 8 lưỡi tròn. Đó. Thì anh em cứ căng báo mình chụp hình cận cảnh đây nha. Rồi, giá công khai 25k một bịch này nha mọi người, 25k một bịch. Chuyến này lấy về cả nhiều quá. Lưỡi này tất cả đều là không ngạnh nha mọi người. Ở đây cũng vậy. Ở đây là cái đây, lưỡi số 8.5. Đó. Của Yamakasu, giá cũng là 200k nhưng mà ở lọc 25k một bịch nhé. Lượng số 10 nè. Đó. Cái này săn hàng được nè. Mà cái chỗ này anh em tấm khéo một tí nha mọi người, tấm lượng khéo một tí mới được, nó gõ là luôn. Đó. Giá con vậy, giá là 25k một bịch nhé. 3 bịch số 10. Đó. Qua đây là lượng của thằng Aizu gì nè. Đó. Vẫn là lưỡi của Nhật nha mọi người, vẫn là lưỡi của Nhật. Và lưỡi này vẫn là lưỡi không ngạnh nhé. Lưỡi này vẫn là lưỡi không ngạnh. Lưỡi này thì nó được 45 cái và giá 5.000 yên, 500 yên, nó ra tầm khoảng 100.000 thôi. 100.000 trong ngoài. Đó. Đây, vẫn là của Yamakasu. Đó. Thì giá mình bán túi này thì nó ra là 20k mọi người, 20k một túi thôi. Đó. Mua một túi quấn ship nha. Anh em cứ mua một túi quấn ship giá 200k cộng tiền ship 30.000 nữa, mua một túi quấn ship.
chứ không phải là yêu cầu anh em phải đặt giá trên bao nhiêu mới ship, cứ 20k cứ mua là ship thôi. Đây, lữ là lữ không ngành. Lữ này thì nó có bấm nè, cái này nó có bấm đuôi nha mọi người. Đó. Mấy cái này thì nó không có nè. Đó. Về mà anh em khéo thì bấm lại cũng được. Không ảnh nhá, lữ này cực kỳ bén luôn nhá. Có xe số 8 nè, 8 750 800 5 800 5 800 5, lữ công nè. Có mọi người cứ ưng báo mình kết bạn Zalo chụp hình cảnh mọi người xem nhá. Rồi giá 20k một bịch mọi người. Đó, cái này chuyên về dạng câu tay nhiều hơn. Ở đây vẫn vậy, và đây vẫn là một vài bịch lưỡi không ngạnh này, nó mặc cà su không ngạnh. Rồi giá vẫn vậy, 20k nhé, 20k một bịch. Bịch này được 26 lưỡi nè, gam mặc cà su nè, ngạnh như thế này. 20k một bịch nhé, 20k. Và cái này nó sẽ được 3 hộp lưỡi này, 3 hộp lưỡi này cũng là lưỡi không ngạnh luôn đó. Lữ không ngạnh này thì nó một hộp này nó có 96 lữ. Đó, 96 lữ giá là 1.500 yên, bây giờ tầm khoảng 300.000 của Việt Nam. Đây. Lữ cực kỳ nhiều luôn. Đó. Thì như mình đã nói, đây nó cực kỳ bén nè, để vô là dính tay luôn. Như mình đã nói thì cái lữ này rất là khó tóm. Đó, đây. Dính tay nè, đó. Lấy cái một cái cho mình xem. Đây cái đuôi nó, đây cái đuôi nó vẫn có làm cái găng rằng nhưng mà rất là khó tóm nhá. Rồi giá một hộp này sẽ là 35k nha mọi người, 35k một hộp, 96 lữ. Mỗi hộp này sẽ ngợi ha, ngợi một tí. Hộp này đây, hộp này vẫn bẹt. Đó, hộp này thì nó có 123 lữ. Đó, giá vẫn là 35k nha mọi người, 35k. Lữ vẫn là lữ không ngành. Đó. Hộp này nó sẽ hộp đâu thế này đây. Đó. Thì mọi người về mà câu thả ra luôn. 35k một hộp này thôi. Đó, gu. Tiếp theo qua đây là một vài bịch lữ của Gamakatsu. Đó. Đây, đặt chữ cũng có mấy anh hỏi lữ này. Cái lữ dạng nó quạt quạt quát quát ra nè mọi người. Đây. Đây. Gamakatsu nha, lữ nó dạng quát quát ra thế này. Một túi này nó có 19 lữ nha mọi người. Nhưng mà dạng hàng bãi này về, shop có không có tháo ra kiểm tra từng lữ từng ấy đâu, nhiều lúc nó sẽ thiếu vài lữ hoặc dư vài lữ đây. Lữ nó tương đối nhỏ, bởi nó quát quát ra. Đó. Rất là bén nhá. Đây. Lữ này chuyên về câu gô, câu phi, câu chép. Đó. Rồi, giá con vậy, giá là 20k một túi nha mọi người. Một túi này 20k. Lữ số 5 cái mặt cà su. Lữ này cũng là lữ số 5 luôn, nhưng mà lữ này là không ngạnh nhá. Lữ này không ngạnh. À, lữ này mọi người có vẻ về cục tôm được à. Đây, nó thế này. Lữ này thì nó có 18 cái. Đó. Nó quát quát ra. Đó, giá là 20k. Cái này quăng quậy. Lữ này nó cũng dạng quát quát ra thế này đây. Đó. Giá cũng là 20k nha mọi người, 20k. Qua đây, qua đây vài cái bịch lưỡi Gamakatsu. Gamakatsu này thì nó sẽ quắt vô. Đây, nó lưỡi này lưỡi Gamakatsu số 11 nè. Đó, hai túi hiểu. Hai túi lưỡi số 11 quắt vô. Đó. Đây. Giá 20k một túi nha mọi người, 20k một túi. Lưỡi này mà anh em câu mà đóng dính cá là khó, rất là khó dùng. Giữ cá luôn, bén cực kỳ ta. Lữ đây ngạnh nó to quá, nó bén cong thế này. Rồi giá cũng vậy, giá 20k một túi nha mọi người. Lữ số 11 thì mọi người cứ chốt đi, chốt cái gì sắp đo lại cái xây lữ của người nha. Rồi 20k một túi nha, một túi hai túi. Lữ này quát vô, đó, giá cũng vậy, 20k một túi nhé. Lữ này thì nó xây bự hơn một tí, xây số 13. Đó. Lữ này về câu ngâm, câu ngâm hết bài.
Rồi giá quán vậy, giá 20k một lưỡi nha mọi người. Để nó tốt nè, nó bắt vô thế này. Mấy cái lưỡi này về anh em đánh đánh cá thắt lát á, đánh bằng cá dạng ăn thịt đó, táp vô cái là dính thôi. Rồi giá quán vậy 220k nhé, 20k một bịch. Lưỡi này thì nó sẽ quát vô lưỡi số bự nha mọi người, lưỡi số 17 giảm 20k. Đây cái này còn quát vô của Yamakasu 20k. Lưỡi này thì gọng dài ok, gọng dài 20k. Lưỡi này thì mình không biết nó câu cái gì luôn, nó sẽ tóm dây sẵn thế này. Rồi giá như vậy, giá là 20k nha mọi người, 20k một bịch. Lưỡi này lưỡi số lưỡi màu hồng đó. Rồi giá cũng là 20k nhé. Đây là hoài con mồi, con mực và mồi giả nha mọi người. Thì đây, đây là một bỉ mồi con mực của bên Nhật đây đó. Đây cái đuôi như thế này, tấm thẻo đây, thẻo nó là như thế này đây đó. Như một thẻo nha mọi người, thẻo này sẽ có 1 2 3 4 5 5 con mực này nhé. Đây. Rồi giá công khai 30k nha mọi người, 30k một túi như thế này. Thì mình cũng không thích chiên mấy cái này nên 30k một túi nhé. Đây mời con mực. Bên đây vẫn là một mồi con mực. Và cái này nó có quấn chỉ nè, 1 2 3 4 5 5 con. Cái ngành của nó đây. Lưỡi nó tóm thẳng cho ngay, thẻo nó tóm vô lưỡi sẵn cho ngay. Đây như thế này. Đó. Rồi, giá quán vậy 30k nha mọi người, 30k cho một túi này. Đó, 1 2 3 4 5 5 con nhé. Đây quán vậy 30k. Đó, mời con mực. Này thẻo nó mà lấy đầy đủ. Rồi, giá 30k nhé. Tiếp theo đây là một con mồi mềm, và mồi mềm này của hàng Bát gì nè, nó trong đây nó có nước luôn nè, chả biết cái này là gì nó. Một con mồi mềm đó, đuôi nữa đây, hàng nguyên zin nha mọi người, chưa qua sử dụng. Rồi giá quán vậy, giá là 30k nha mọi người, 30k cho túi mồi này. Đó. Tiếp theo là một con mồi mềm của hàng Mayerrap nè, Mayerrap hãng khá nổi tiếng. Có anh kim nè, rồi có anh kim 1 2 3 4 5 6 6 con này. Rồi giá quán vậy 30k nha mọi người, 30k cho một túi mồi Mayerrap. Tiếp theo lên đây, và đây là có ngoài cái cục chì chì lửng thế này đây. Đó. Cái này của Nhật sản xuất nha mọi người, cái lửng là lửng của Nhật và chì này của China nhé. Đó, lửng này lửng của hàng Hot nè, nó lửng Hot made in Japan. Nó sẽ có một con, hai con, ba con, ba con này nhé, khá nặng 24g nha, một con này là 21g. Đó. Về con màu em. Đó. Nó bán là gần 950 yên, nó ra tầm khoảng gần 200.000 Việt Nam nhé. Rồi, shop bán 30k, đó, 30k cộng ship một bịch. Và hai bịch đó. Cái này 14g. Đó, lưỡi cũng là lưỡi Hot của Shimano của Japan. 1 2 3 4 4 con nha, cái này được 4 con. Rồi, giá quan vậy, giá là 30k. Tiếp theo mấy con thẻo coi, thẻo con mực, câu cá gì nè, đó. Con Nhật nè, đó. Rồi, thẻo này thì 20k một túi này nha mọi người. Rồi, 20k một bịch. Thẻo này cũng vậy. 20k nha, cái được 2 cộng. Cái này nó dây này cực kỳ dai luôn mọi người. Rất là dai. Thẻo nó thế này. Đó. Đây, có thẻo này để thẻo 150 4 kg.
Đó. Rồi giá bao nhiêu? Giá 20k một bịch, hai bịch. Đây bịch này thì nó có cục chì này. Đó. Thẻ này thẻ con mực đây. Đây. Rồi giá của hẻo này 30k nhé. 30k cho hẻo này 3.0. Đây là một cục gì chả biết luôn, cục để con mồi lông nè. Đó. Cục này là 45g. Rồi giá 20k. Lữ này lữ tấm sẵn của Gamakatsu. Đầu này nó đã được bao lại rồi. Đó. Và trên lưng của nó sẽ có ngạnh luôn nha mọi người. Đây lưng nó sẽ có ngạnh luôn. Lữ này tương đối bự, lữ này tương đối bự và rộng, rộng dài. Giá là 20k nhé, một túi, hai túi. Đây đó. Mấy cái gọng dài nè, anh em câu bóng đục nè, còn mấy cá ăn thịt đó mà nó hay nuốt lử á, rất là dễ tháo luôn, tại vì nó nuốt không hết cái lử đâu, gọng nó rất là dài. Đó, đây trên lưng nó đều, trên lưng nó vẫn có lử đó mọi người, vẫn có ngạnh nha. Rồi giá 20k nha, một bịch, hai bịch. Đây là một bịch lử tấm sẵn nữa. Đó. Giá là 20k. Lử ba tiêu, đó, lử ba tiêu. Hộp này nó sẽ có 6 lử mà cái này nó chỉ còn 1, 2, 3, 4 thôi. Đó, 4 lử nhé. Rồi giá cũng vậy, giá 20k luôn. Bên đây, bên đây là ngoài cái cuộn bè cước thanh lý luôn nha mọi người. Thanh lý cho hết kho luôn. Thì cũng là báo trước anh em là tất cả những cước này đều là cước bãi. Đó, cước bãi về. Vì chất lượng thì shop đã chưa kiểm tra và nó đủ số mét hay không, vì những cái cuộn như thế này nè, nguyên siêu như thế này nè, đảm bảo những người đủ số mét, và những cuộn như thế này nó sẽ không đủ số mét nhá, không đủ số mét. Nó để đây là 500m, 600m, nhưng mà nhiều khi trong đây nó còn khoảng 300, 200, 400m cũng không chừng đó. Thì shop đã nói kỹ với mọi người vậy nhá. Và chất lượng á, thì nhiều cuộn đây, có cuộn này đó, cuộn này đã soạn ra rồi và thấy nó cũ thế này nè, rất là cũ, thì chất lượng cái hạn sử dụng nó chắc không còn đâu, nó dễ nổ và dễ đứt, thì shop sẽ không bán mấy cái này. Thì mấy cái này thấy nó còn tương đối mới thì shop sẽ đăng bán, và chất lượng nó thì không đảm bảo nhé, vì đây là hàng bãi, nó kỹ với mọi người vậy. Rồi đây là cái cuộn số 1. Cuộn số 1 thì nó có hai cuộn mọi người, đây một cuộn, hai cuộn. Hai cuộn này nó sẽ được 200m. Và anh em nếu lấy một cuộn thì giá là 150k. Đó. Thì dây này là dây BE, dây IGK. Đó, dây IGK mà anh em hay tháo trong máy ra mà anh em bảo IGK, nói đây. Đó, IGK. Một cuộn này thì nó bán khoảng 3.300 yên, nó ra tầm khoảng 600.000 Việt Nam nhé. Rồi, shop bán một cuộn 150k. Đó, anh em muốn câu 200m thì lấy hai cuộn thôi, hai cuộn được 200m. Thiếu một cuộn thì shop sẽ cắt ra thế này, cắt ngay chỗ này đó. Đó. Thì dây này dây BE mà BE số 2 mọi người, dây BE số 2 nó tải được 11kg, 24LB. Đó, một cuộn 100m. Thì dây này chắc dây X4 rồi chứ không được X8 đâu nhá. Dây X4 và dây của Nhật nha mọi người. Rồi, giá 100k một cuộn BE số 1. Tiếp theo số 2. Đây, số 2 cho mình lên là hai cuộn nhé. Đây một cuộn này nó là một cuộn dây số 5. Đó, dây số 5 nó để là 1000m. Hàng Olympic, và hàng Olympic là hàng của hàng Nhật nha mọi người. Thì cuộn này thì shop không đảm bảo mọi người là còn bao nhiêu mét, thấy nó cũng còn rất là cũ. Rồi, ghép cuộn này với cuộn này luôn. Và cuộn này vẫn vậy, một cuộn dây của Nhật. Đó. Đây. Dây màu trắng nha, và dây số 3. Thì hai cuộn này shop bán với mọi người giá là 150k nha mọi người. 150k cộng ship hai cuộn đó. Số 2 nhá. Số 3. Số 3 lên cho mọi người là một cuộn của hàng Winta. Đó, một cuộn của Sunlight nè, đó, hàng Nhật sản xuất made Japan. Và dây này sẽ là dây số 2 nha mọi người. Dây số 2 nó tải được 4kg và cuộn này nó để là 600m nè. Đó, nhưng mà thật sự thì dây cái qua sử dụng rồi. Dây này nó họ lấy ra, lấy từ từ á, lấy ra cũng không được, không đảm bảo mọi người sẽ đủ 600m, nhưng mà nếu ra tầm khoảng 100, 200, 300m là cũng rất là bình thường. Đó.
giá cây cuộn số 3, giá là 100k những người, 100k cuộn số 3. Tiếp theo cuộn số 4. Đây, cuộn số 4 dây con sim line nè, cuộn nhà dây số 3, đó, dây số 3. Dây được một dây 500m, dây màu trắng nè. Đó. Dây này anh em hay về tấm thẻo nè, tấm thẻo thấm nữ câu rất thả ga. Đó, giá vẫn vậy nha mọi người, giá vẫn là 100k nha mọi người, 100k cuộn số 4 nha, cuộn số 4 dây số 3. Tiếp theo số 5. Số 5 vẫn vậy. À, dây này dây số 4 nha mọi người. À, số 5 là dây số 4. Đó, hàng của Nhật sản xuất nè. Đó. Cuộn này cũng còn khá là nhiều lắm mọi người. Dây màu vàng. Rồi, giá cũng vậy, giá là 100k nha mọi người, 100k. Cuộn số 5. Tiếp theo cuộn số 6. Cuộn số 6 lên cho mọi người là một cuộn dây của Nhật sản xuất, dây sẽ là dây màu vàng thế này. Đó. Dây số 2 nha mọi người, dây số 2 đã được 4 kg. Anh em về câu cá, câu làm thẻo câu, làm trục cũng rất ok nhé. Rồi, giá quan quẹt, giá 100k luôn. Đó, 100k cộng ship cuộn số 6. Qua đây, ở đây hai cuộn này, hai cuộn bự nè. Cuộn số 7. Cuộn số 7 lên cho người là một cuộn của Bony gì nè. Đó. Dây này cũng dây 7 về luôn. Và dây này chưa qua sử dụng nha mọi người, chưa qua sử dụng, nó còn siêu nè, đảm bảo những người sẽ đủ 1000m mọi người. Đó, 1000m. Và dây này sẽ là dây số mấy ta? Dây số 8 mọi người, dây số 8. Thì anh em có thể về vô máy 8000, 6000 thả ga nhé. Rồi, giá vẫn vậy. Giá cuộn này, giá công khai là 200k nha mọi người, 200k cuộn số 7. Theo lên đây, bên đây là cuộn số 8, cuộn cuối cùng. Thì cuộn này dây là dây 12, nó được 950m. Đó, cuộn này nguyên siêu, đó, chưa qua sử dụng. Đó. Thì mấy cái dây 12 này về anh em câu biển, câu ngâm, săn hàng. Đó. Anh em test trước khi vô máy nha mọi người. Đó, shop đã nói rồi. Rồi, giá công khai cuộn số 8 giá 200k nha mọi người, 200k. Đó. Mấy cuộn mà 500m thì 100k, 1000m thế này thì 200k, mà nguyên siêu thế này thì quá ok rồi. Đó. Rồi đó, tổng cộng là những món đồ shop lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chụp hình lên màn hình nhé, chụp hình lên màn hình báo shop shop, chụp hình cận cảnh đo cụ thể thông số cho mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.